Nhắn anh đi ra, nghe Kim. Chẳng anh đi qua đó chơi game. Đi chơi với em đi con. Bởi mẹ nói lấy quần cục của bạn im không chịu đấy không. Đi chơi với em đi. Ha ha ha.
chơi với em đi con. Đâu chưa kìa. Cái gì? Nặng hả? Nặng hả? Thay quần không? Thay quần cục không? Trời ơi kìa, ta chơi có sao đâu.
có uống nước không? Giật cái nữa đi, giật cái nữa đi.